trinh nương sắc tứ đại sung, nhưng không đụng chạm chi. Những sắc này gọi là sắc nội thành hư không giới. Sắc ngoại phi hư không giới đó ra sao? Sắc xứ. Đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi hư không giới. Sắc nội phi thủy giới đó ra sao? Nhãn xứ. Thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi thủy giới. Sắc ngoại thành thủy giới đó ra sao? Sự ước ác, cách ước ác sự dẻo, cách dẻo, cơ quan vẫn thu hút. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành thủy giới. Sắc ngoại phi thủy giới đó ra sao? Sắc xứ. Đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thủy giới. Sắc nội phi sắc khinh đó ra sao? Nhãn xứ. Thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc khinh. Sắc ngoại thành sắc khinh đó ra sao? Cách nhẹ, sự mau, không chậm chạp không nặng nề nơi sắc nào như thế đây gọi là sắc ngoại thành sắc khinh sắc ngoại phi sắc khinh đó ra sao sắc xứ đoàn thực những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc khinh sắc nội phi sắc nhu đó ra sao nhãn xứ thân xứ những sắc này gọi là sắc nội phi sắc nhu sắc ngoại thành sắc nhu đó ra sao cách mềm sự mềm không cứng không sần sượng dù nơi sắc nào những sắc như thế này đều gọi là sắc ngoại thành sắc nhu sắc ngoại phi sắc nhu đó ra sao sắc xứ đoàn thực những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc nhu sắc nội phi sắc thích dụng đó ra sao nhãn xứ thân xứ những sắc này gọi là sắc nội phi sắc thích dụng sắc ngoại thành sắc thích dụng đó ra sao sắc vừa với công việc làm sự thích hợp với cách làm trạng thái thích hợp với việc làm của sắc thế nào, những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành sắc thích dụng. Sắc ngoại phi sắc thích dụng đó ra sao? Sắc xứ Đoàn thực Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc thích dụng. Sắc nội phi sắc xanh đó ra sao? Nhãn xứ Thân xứ Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc xanh. Sắc ngoại thành sắc xanh đó ra sao? Sự tích tụ của những xứ, cách xanh của sắc như thế nào? những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành sắc xanh sắc ngoại phi sắc xanh đó ra sao sắc xứ đoàn thực những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc xanh sắc nội phi sắc thừa kế đó ra sao nhãn xứ thân xứ những sắc này gọi là sắc nội phi sắc thừa kế sắc ngoại thành sắc thừa kế đó ra sao cách sắc vừa xanh liên tiếp của sắc như thế nào những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc thừa kế. Sắc ngoại phi sắc thừa kế đó ra sao? Sắc xứ. Đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc thừa kế. Sắc nội phi sắc lão đó ra sao? Nhãn xứ. Thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc lão. Sắc ngoại thành sắc lão đó ra sao? Cách cũ, sự già, răng lây, tóc bạc, giảm thọ, da dùng, sự chín mùi của quyền nơi sắc nào những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc lão sắc ngoại phi sắc lão đó ra sao sắc xứ đoàn thực những sắc này gọi là sắc ngoại phi sắc lão sắc nội phi sắc vô thường đó ra sao nhãn xứ thân xứ những sắc này gọi là sắc nội phi sắc vô thường sắc ngoại thành sắc vô thường đó ra sao sự hư cách mất cách trả trạng thái biến đổi thái độ tiêu tan không còn tồn tại của sắc nào những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành sắc vô thường sắc ngoại phi sắc vô thường đó ra sao sắc xứ đoàn thực những sắc này đều gọi là sắc ngoại phi sắc vô thường sắc nội phi đoàn thực đó ra sao nhãn xứ thân xứ những sắc này đều gọi là sắc nội phi đoàn thực sắc ngoại thành đoàn thực đó ra sao cơm bánh tươi bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chua, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật ong, nước mía hay là những sắc nào khác chung có đặng để vào miệng nhai, nuốt cho no bụng mỗi chúng sanh, hoặc từ người dân giả, dù chất bổ như thế nào mà để nuôi mạng sống cho tất cả chúng sanh. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành đoàn thực. Sắc ngoại phi đoàn thực đó ra sao? Sắc xứ Sắc vô thường Những sắc này đều gọi là sắc ngoại phi đoàn thực tam yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. Dứt tam đề xiển minh. Tứ đề xiển minh. Sắc y sinh thành thủ đó ra sao? Nhãn xứ. Thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành thủ. Sắc y sinh phi sắc thủ đó ra sao? thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường. Hay là những sắc nào khác chung có tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh phi sắc thủ. Sắc bất y sinh thành sắc thủ đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thành sắc thủ sắc bất y sinh phi sắc thủ đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh phi sắc thủ. Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ đó ra sao? Nhãn xứ. Thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành thủ cảnh thủ sắc y sinh phi thủ mà cảnh thủ đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hoặc sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh phi thủ mà cảnh thủ. Sắc bất y sinh thành thủ cảnh thủ đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thành thủ cảnh thủ. Sắc bất y sinh phi thủ cảnh thủ đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh phi thủ cảnh thủ. Sắc y sinh thành đối chiếu đó ra sao? Nhãn xứ. Vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành đối chiếu. Sắc y sinh vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền. Đoàn thực những sắc này gọi là sắc y sinh vô đối chiếu. Sắc bất y sinh mà đối chiếu đó ra sao? Xuất xứ. Sắc này gọi là sắc bất y sinh mà đối chiếu. Sắc bất y sinh vô đối chiếu đó ra sao? Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh vô đối chiếu. Sắc y sinh thô đó ra sao? Nhãn xứ. Vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh thô. Sắc y sinh tế đó ra sao? nữ quyên đoàn thực những sắc này gọi là sắc y sinh tế sắc bất y sinh thô đó ra sao xuất xứ những sắc này gọi là sắc bất y sinh thô sắc bất y sinh tế đó ra sao thủy giới sắc này gọi là sắc bất y sinh tế sắc y sinh viễn đó ra sao nữ quyền đoàn thực những sắc này gọi là sắc y sinh viễn sắc y sinh cận đó ra sao Nhãn xứ. Vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh cận. Sắc bất y sinh viễn đó ra sao? Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh viễn, sắc bất y sinh cận đó ra sao? Xuất xứ. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh cận. Sắc thủ hữu kiến đó ra sao? Sắc xứ do nghiệp tạo. Sắc này gọi là sắc thủ hữu kiến. Sắc thủ bất kiến đó ra sao? Nhãn xứ thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc nào khác chung có như là khí xứ, vị xứ, xuất xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ bất kiến. Sắc phi thủ hữu kiến đó ra sao? Sắc xứ mà phi nghiệp tạo. Sắc này gọi là sắc phi thủ hữu kiến. Sắc phi thủ và bất kiến đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay những sắc nào khác chung có như là khí xứ, vị xứ, xuất xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ và bất kiến. Sắc thủ hữu đối chiếu đó ra sao? Nhãn xứ Thân xứ Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xuất xứ do nghiệp tạo? những sắc này gọi là sắc thủ hữu đối chiếu. Sắc thủ vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hay là những sắc nào khác đồng có như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ vô đối chiếu. Sắc phi thủ hữu đối chiếu đó ra sao? Thinh xứ, hay những sắc nào khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xuất xứ mà phi nghiệp tạo? những sắc này gọi là sắc phi thủ hữu đối chiếu. Sắc phi thủ vô đối chiếu đó ra sao? Thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay là cũng có những sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ vô đối chiếu. Sắc thủ thành đại sung đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới do nghiệp tạo những sắc này đều gọi là sắc thủ thành đại sung. Sắc thủ phi đại sung đó ra sao? Nhãn xứ Thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có những sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thủ phi đại sung. Sắc phi thủ thành đại sung đó ra sao? Xuất xứ và thủy giới đều phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ thành đại sung. Sắc phi thủ và phi đại sung đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ và phi đại sung. Sắc thủ thô đó ra sao? Nhãn xứ thân xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xuất xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ thô. Sắc thủ tế đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ tế. Sắc phi thủ thô đó ra sao? Thinh xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ mà phi nghiệp tạo những sắc này đều gọi là sắc phi thủ thô sắc phi thủ tế đó ra sao thân biểu tri khẩu biểu tri sắc khinh sắc nhu sắc thích dụng sắc lão sắc vô thường hay cũng có sắc chi khác như là hư không giới thủy giới sắc sanh sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo những sắc này đều gọi là sắc phi thủ tế sắc thủ viễn đó ra sao nữ quyền nam quyền mạng quyền cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ viễn, sắc thủ cận đó ra sao? Nhãn xứ Thân xứ, hay cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xuất xứ do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc cận. Sắc phi thủ cận đó ra sao? Thinh xứ, hay là những sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xuất xứ mà phi nghiệp tạo những sắc này gọi là sắc phi thủ cận